ha, đây là cái con robot mà nó chạy theo người ha, xe robot thôi nha. À, trong một cái quá trình mà rảnh rỗi nông nổi thì mình sẽ chế ra cái con này để chạy, nhưng mà nó có một cái nhược điểm là khi nó chạy nó gặp vật cản thì nó sẽ đứng im ở đây luôn, à phải sự can thiệp của con người thì chúng ta sẽ đi nó khác. Nói chung là nếu như mà trống á, mình dẫn nó đi chơi được ha, mình sẽ dẫn nó đi vòng vòng chơi. Bây giờ mình sẽ dùng cái cây này mình dẫn nó đi. Ở đây là có một cái thùng rác ha, thùng rác này là tối mấy con mèo nuôi quậy á, mình sẽ bỏ chiếc xe này ở đây để canh á. À, bỏ chiếc xe này ở đây ha, khi nó đến ha, nó đến thì chiếc xe sẽ tiến tới thì con mèo sẽ sợ ha. Đó, nói chung là nó đang bị một nhược điểm như vậy, nó sẽ bị kẹt vô đây. Cái này anh em nào hướng dẫn cao tài chỉ mình khắc phục cái này nha, còn ở đây là mình sẽ biểu diễn cho anh em xem là mình chơi chỉ được vậy thôi. Đó, nó sẽ chạy theo ha, nó chạy theo cái cây này. Cái này là cảm biến hồng ngoại nên chờ tới tối thì mình chơi là ok. À, về lại ha, về lại đấy ha. Có đứa nít nào thì cho nó đi theo chơi thì nó vui lắm, mình sẽ dẫn nó đi vòng vòng chơi. Có điều là nó không đụng vô nha, tới đó nó sẽ dừng lại ha, đây nó sẽ dừng lại. À, do cái cây mình nhỏ nên nó lắc qua lắc lại, còn nếu một cái cây lớn hơn thì nó sẽ không lắc. Ừ, có một đứa con nít thì cái này dẫn đi một vòng chơi ha. Bây giờ nó thấy cái chân mình đã tiến lại cái chân mình rồi. Rồi bây giờ mình sẽ giới thiệu về cái nguyên tắc hoạt động của nó nha, cho các bạn xem nha. Các bạn nào mà muốn chế á, thì các bạn hãy xem cái video này nha. Cái này đơn giản lắm. Ừ, cái này bây giờ là mình mua ở trên mạng á, mình mua một cái khung này nè. Cái khung này là các bạn search là robot khung chế xe nha, khung chế xe. Ừ, khung xe mini. Ừ, khung xe mini 3 bánh. À, có thêm chữ 3 bánh nữa nha, vì ở đây là nó có 3 cái bánh, là mình về thì mình sẽ ráp vô. Cái này mình mua trên Lazada, nó gần khoảng 100 ngàn ha, luôn ship á, là cái khung không đó nha, tức là bánh với hai cái bánh, hai cái motor với cái bánh trước với cái miếng mica này nè, là có lỗ ốc sẵn mình về mình bắt vô. Ừ, giờ các bạn mua thêm 3 con mắt này, con này là con cảm biến khoảng cách hồng ngoại, thông số của nó đây 5V nha, 5V, và nó khoảng cách cái con này là 80 cm á. Ừ, mà bạn sẽ bắt 3 con, hai con hai bên, là nó nhận biết cái tín hiệu để nó đảo chiều motor trái phải đây ha, nó sẽ thấy bên đây thì nó sẽ điều khiển, tức là nó thấy bên đây nó sẽ bật động cơ bên đây. Đây mình dỡ nó lên cho các bạn xem, khi nó vào bên đây nó sẽ bật động cơ bên đây ha, và khi nó thấy con bên đây nó sẽ bật động cơ ngược lại. Còn con giữa làm gì? Cái con giữa là cái con đảo chiều động cơ đây, con giữa là con đảo chiều động cơ. Cái này mình quay có một tay các bạn thông cảm nha, đây con giữa màu đảo chiều động cơ, à, nó sẽ đảo chiều động cơ ngược lại ha. Trường hợp là 3 con này gặp vật cản cùng một lúc á thì nó sẽ tắt động cơ. Ừ, hoặc là không có vật cản phía trước nó cũng tắt động cơ. Mình đang gặp ở một cái vướng phải á, là khi gặp vật cản ở phía trước á, đây là nó tiến đến rồi sau đó nó dừng ở đây luôn, là cần phải cho nó lui lại, nó lùi lại và nó chuyển hướng hay như thế nào đó thì nó mới chạy tiếp được. Anh em nào cao tay thì chỉ mình cái thêm cái phần đó ha. Còn ở đây thì mình giới thiệu cái này dây tùm lum thì chưa gọn gàng này thôi, không có gì hết, nó chỉ có một cái mạch xíu vậy thôi nè, một mạch này thôi nha các bạn. Còn đây là viên pin, pin này là pin 4.2,
42 nha, pin 18650 á. Này là cái mạch sạc nè. Đây, cái mạch sạc nè, mạch sạc 1S á. Các bạn mua mạch sạc 1S. Và một cục pin thôi cũng được nữa. Tại vì đây mình xài sang nên mình xài ba cục, xài cho nó lâu đó. Xài cho nó lâu mình sạc xong mình để vậy nè. Mình canh mấy con mèo á. Mấy con mèo loại phá mấy thùng rác á. Hoặc là chơi, cho nó chơi cho đã. Chơi mấy ngày luôn mới sạc. Đó, giờ cấu tạo của cái mạch này nha. Cái mạch này mua có mười mấy ngàn à. Mạch này là cái mạch gì ta? Mạch cầu H ha. Các bạn search là mạch cầu H. Rồi, bây giờ cách đấu như sau. Rồi mình chỉ cho các bạn đấu nè. Đây các bạn nhìn đây có hai cái tụ ha. Thì ở đây á nó sẽ là đường nguồn là đỏ với đen nè, là cộng trừ. Là đường nguồn mình cấp từ cục pin vô ha. Thì cái mỗi một con mắt này nè nó có ba sợi dây. Đây, chỗ này nhìn dễ thấy này, nó có ba sợi dây ha. Xanh đen nâu. Màu xanh á là trừ, màu nâu là 5V. Thì các bạn chùm ba cộng xanh lại với nhau, ba cộng nâu lại với nhau. Đó, là ba cộng nâu là ba cộng dương. Đây. Ba cộng xanh đây, ba cộng nâu đây là mình cho vô nguồn pin ha. Cái sản phẩm này nó có một cái công tắc nữa, đâu đây nè. Nhưng mà mình chưa có không có câu vô, mình xài cho nó chạy hoài luôn, mình không có cái công tắc. Đây, cái công tắc dưới đây nè. Đó. Rồi. Hộp đang thích công tắc thì bạn câu cái cọng nâu vô dưới đó ha. Rồi, còn cái phần tín hiệu điều khiển là nó nằm mấy bên đây và bên đây. Đó, chỗ mấy cọng dây đỏ đỏ đen đen này. Bây giờ dễ lắm. Bây giờ hai con mắt hai bên. Lúc nãy là mình xài hết màu đen với ô màu nâu với màu xanh rồi. Thì còn lại ba cọng dây màu đen. Thì cọng dây màu đen con bên đây và cọng dây màu đen con bên đây. Thì bạn sẽ bắt vô hai bên. Đây ha. Nó sẽ có từ in 1 cho đến in 4. Đó là 1 2 3 4 thì mình bắt 1 và 2 là của này, 1 và 2 ha. Còn cái giữa đây. Cái giữa thì hai cái giữa. Hai cái giữa bạn nối lại với nhau. Hai giữa đây mình nối lại với nhau nè. Đó, mình nối lưu vô cọng dây màu đen. Cọng dây màu đen này là cọng dây của con mắt giữa. Ha. Đó, tức là giữa mình nối lại với nhau, mình nối vô giữa. Còn hai cái hai bên mình để hai bên. Rồi, xong. Còn đây là cái gì? Đây là motor thôi. Là hai dây motor trái, hai dây motor phải. Thì bạn cứ đấu vô đây thôi. Rồi sau đó mua cái bát nữa nha. Mua cái bát này gắn vô nữa nha. Cái bát này, cái bát này tầm khoảng 20 mấy ngàn, bát sắt. Còn con mắt này là khoảng tầm 85 ngàn. Rồi pin. Pin này nếu mà mua một cell á, là 55 ngàn. Mạch này mua đâu đấy là khoảng 20 ngàn. Rồi và chỉ có vậy thôi là xong rồi đó. Là hoạt động được rồi. À, khi các bạn lắp vào á thì do cái dây ở chỗ mấy cái chỗ này nè. Cái dây ở chỗ này nè, hoặc là dây bên này nè, nó hàng nó không đúng bên á thì các bạn không cần phải đảo lại đâu. Các bạn chỉ cần đảo vị trí, ví dụ như bạn đưa bên đây mà nó lại lạng qua bên kia thì bạn đảo, bạn dời cái con mắt bên đây bạn gỡ qua bên đây thôi, tại vì ở đây nó có cái vòng nè. Mình chỉ cần vặn cái vòng này ra là mình dời nó qua thôi. Rồi sau đó mình sẽ chỉnh cái khoảng cách. Chỉnh cái khoảng cách của nó bằng cách là ở đây nó có một cái con ốc nè, mỗi một con nó đều có một con biến trở hết ha. Con vàng vàng á, thấy ở đây. Chỗ này nè. Mình sẽ dặn theo chu kỳ đồng hồ là tăng cái tầm nhìn nó lên ha. Tăng tầm nhìn tối đa của nó ha, 80 cm thì mình dặn tầm khoảng 60 thôi. Cho nên 60-70 thôi, đừng cho nó nhiễu. Cái này là hồng ngoại mà. Giờ nắng á, giờ nắng mình chỉnh nó nhạy quá nó nhiễu. Anh em nào mà có cao kiến á, góp ý để làm thêm cho nó thông minh hơn á thì anh em hướng dẫn mình nha. Bởi vì mình thấy nó chưa thông minh cho lắm. Có một cái vấn đề là đây. Đó, vấn đề là nó không có biết chuyển đổi một cái hướng đi. Đó, nó không biết chuyển đổi hướng đi. Rồi tới đây là nó đụng vô đây là nó dính đây luôn. Giờ chào anh em. Hẹn gặp lại anh em video tiếp theo.